There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Belly of Tea. 안녕하세요. 쉬운 한국어 배우기 유튜버 에코59입니다. 어떤 외국어든지 결국에는 단어와의 싸움입니다. 꾸준히 반복해서 따라해 봅시다. 당신의 한국어 학습에 도움이 되기를 바랍니다. Xin chào, tôi là YouTube Eco59, người dạy học tiếng Hàn dễ dàng. Cuối cùng, học bất kỳ ngôn ngữ nào cũng đều là cuộc chiến với từ ngữ. Hãy luyện tập đều đặn và lặp lại. Hy vọng nó sẽ giúp ích cho việc học tiếng Hàn của bạn. There once was a ship that put to sea. The name of the ship was a Belly of